Trần Đức Bo khiến gia đình từ sốc sang sợ khi come out, nay đổi tên thành Mẫn Nhi, nhan sắc làm nhiều người suýt xoa. Mới come out với gia đình từ hồi tháng 9 gần đây thôi. Gia đình bị sốc, từ sốc xong cái gia đình em chuyển sang thành sợ. Chia sẻ về câu chuyện với gia đình, Trần Đức Bo cho biết mình chỉ mới nói thật cho gia đình về giới tính vào 2 tháng trước. Sau khi come out với cha mẹ thì cũng là lúc TikToker này quyết định đi sang Hàn để tiến hành trùng tu nhan sắc. Lúc biết tin con trai của mình muốn trở thành con gái, cả bố và mẹ của Bo đều rất là sốc, không tin vào sự thật này. Ôi trời ơi, mẹ em nói ghê lắm. Trời ơi là trời, quà bào, tao có đụng là gặp quà bào rồi, trời ơi là trời. Thế nhưng sau khi nghe con chia sẻ thì gia đình lại càng sợ hơn, sợ rằng khi để con qua xứ người một mình làm phẫu thuật liệu có an toàn hay không, lo lắng rằng con sẽ gặp chuyện không may vì không có ai kể cạnh. Chia sẻ thêm về lời hứa lấy vợ năm xưa, Mẫn Nhi cho biết ở thời điểm đó bản thân vẫn có thể có tình cảm với con gái. Hơn thế, việc có một gia đình, có vợ cũng làm cho bố mẹ hạnh phúc, như vậy thì bản thân cũng vui hơn. Suy cho cùng thì ở thời điểm đó em vẫn có thể có tình cảm với một người con gái, bởi vì cái niềm vui của ba mẹ cũng là cái niềm vui của em. Dù từng không được gia đình ủng hộ, một thân một mình đi sang nước ngoài để thực hiện ước mơ.